Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giới Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì tiếp tục video là sáng hôm nay làm chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ớt ở khu vực Giới Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo trên kênh Giới Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì hàng ngày thì em sẽ cố gắng quay và cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn tham khảo trên kênh. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến giá hàng ngày á thì cũng vui lòng nhấn đăng ký ha, nhấn chuông thông báo để xem những video mới nhất về tình hình giá ớt Chỉ Thiên qua từng ngày trên kênh Giá ớt Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì cũng sẵn nói mà cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu á, mình xem video á, có biết giá ớt ở đâu á thì mình bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá Chỉ Thiên sáng hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2022, thì thương lái có mua và trả giá ớt ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp với giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 13.500 đồng trên ký nha các bạn. Thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ớt Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây trên kênh giá Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì giá đối với ớt cổ 2 thì giá dao động tầm khoảng từ 12.000. Giá ớt cổ 1 với ớt đẹp thì giá dao động tầm khoảng từ 13.000 đến 13.500 đồng trên ký nha các bạn. Thì hiện tại thương lái ở đây mua thì cũng tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái, từng khu vực mà có giá cả khác nhau nghe quý anh chị và các bạn. Thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở giá ớt ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả này trên kênh của Giá Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma thôi nha các bạn. Thì nói chung thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy từng loại ớt mà từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là tốt xấu mà có giá cả khác nhau. Thì chủ yếu là em quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở đây. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau à, có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi. Cái khúc video sau á, em sẽ quay và chia sẻ cho các bạn người dân đang thu hoạch ớt ở tại đồng và thường được thương lái thu mua. Thì các bạn xem và ủng hộ kênh mình nha. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem kênh có bán ớt hay là có biết giá ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video các bạn, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Thì hiện tại sáng hôm nay em chỉ quay và chia sẻ giá ớt ở sáng buổi sáng, thì chiều có thay đổi gì thì em sẽ quay và cập nhật giá tiếp cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.